thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, đông đảo cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị của Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân từ đất liền đến biển đảo xa xôi đã trồng cây tưởng nhớ công ơn Bác Hồ nhân dịp đầu xuân Tân Sửu 2021. Trong sạch, lành mạnh, gần gũi với thiên nhiên. Các cán bộ chiến sĩ cùng nhân dân trên quần đảo Trường Sa đã ra quân trồng cây, gây màu xanh cho đảo. Hàng ngàn cây xanh, cây bàng vuông, phong ba, bão táp, phi lao đã được trồng ngay trong sáng 17 tháng 2, hứa hẹn sẽ mang lại sức sống mới giữa đại dương bao la. Sau buổi lễ phát động, các đơn vị trong đất liền đã tham gia trồng và chăm sóc được gần 3.000 cây xanh, trong đó trồng mới hơn 600 cây ăn quả và cây bóng mát, chăm sóc, cắt tỉa và vệ sinh hơn 2.000 cây xanh các loại.